Xin chào các bạn, chúng ta đã tới được lớp online của Adam Music rồi ha. Các bạn đã vào đầy đủ chưa? Ok, để mình xem các... À, bây giờ mình sẽ accept cho các bạn vào nha. Rồi, lớp mình đã có được 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Đã có 5 bạn rồi. Còn bạn nào đang đợi nữa không? Rồi, các bạn nghe rõ không? Có bạn nào đang không nghe được không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bạn nào vào rồi thì các bạn có thể mở camera lên ha. Mở camera, mở micro lên để chúng ta chào nhau, vẫy vẫy chào nhau một xíu đây. Trời ơi, hello Phát, hôm nay chơi đầu lão vậy. Hello Tú, lâu quá mới gặp. À, Trân đâu? Trân chưa on nè. BA là bạn nào đây? Phạm Nhật, à, có bạn Nguyễn Tường Quân nữa nè. Bạn Quân vào tham gia cho vui hay gì đây? À, mọi người bữa giờ tránh dịch sao rồi? Còn sống hết đúng không? Dạ. Không ra đường 3 tuần rồi thầy. Trân. Trân hay là Giáp? Em là Trân hay Giáp? Tại vì ở đây nó hiện. Không nghe bạn nói. Để mình xem. Để mình on cái micro của các bạn lên hết nha. Trân là chưa có mic nè. Khi mà các bạn vào á, để mình text cái này để cho các bạn chưa có bấm mic các bạn xem. Đợi một chút. Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể bình chọn cái nội dung này. Đây, mình sẽ share cái bình chọn ra. Các bạn xem nha, mình sẽ bình chọn cái nội dung mà hôm nay các bạn sẽ học nha. Các bạn thấy bình chọn hết rồi đúng không? Thầy có một số bạn đang ở hàng chờ, thầy phải cho phép mới được vào. Rồi, ok. Có một bạn, có một bạn thôi. Một bạn đang còn chờ đúng không? Rồi, bà con đã vào đủ hết chưa? Có ai chưa vào được hay không? Các bạn bấm bình chọn để các bạn bắt đầu bình chọn đi. Chưa thấy bình chọn ở đâu thầy? Ủa chưa thấy hả? Nó hiện lên rồi mà ta. Các bạn vào cái khung chat thử. Vào cái khung chat coi nó có hiện lên bình chọn không? Có cái khung chat á. Không thầy. Có một bạn bình chọn được rồi nè. Không thấy. Có một bạn bình chọn được rồi nè. Hello em. Hello Phạm Nhật. Không thấy bình chọn thầy ơi. Chào thầy. Rồi đợi thầy tí xíu nha. Để thầy share cái màn hình cho các bạn xem nha. Đây cái bình chọn nó sẽ ra như thế này nè. Các bạn mở cửa sổ chat lên các bạn thấy không? À vậy là chắc xài điện thoại là không có coi được đó thầy. Vậy hả? Thầy sáng dạ. Thầy thấy mấy bạn kia vẫn bình chọn được mà. Em không thấy. Dạ. Nếu vậy nó không tên, em ra thử swipe qua lại được coi. Bạn nào bình chọn được rồi nè. Em chưa chọn được thầy ơi. Chưa chọn được. Rồi các bạn nào chưa chọn được các bạn chat xuống bên dưới luôn cho nó lẹ đi nè. Ba nội dung mà hôm nay các bạn có thể được học đó là một là cách hái nốt cao, hai là phân biệt các cái phong cách thể loại âm nhạc, và ba là tìm hiểu về sản xuất âm nhạc. Các bạn thích cái nào các bạn sẽ bình chọn 1, 2, 3 nha. Một là cách hái nốt cao, hai là phân biệt các phong cách thể loại âm nhạc, ba là tìm hiểu về cái ngành sản xuất âm nhạc. Rồi, các bạn thích cái nào các bạn cứ comment bên dưới đi nếu bạn nào không thấy cái khung bình chọn. Các bạn có thể swipe qua lại nha để xem thử. Mình xem trên điện thoại nó nằm ở đâu.
Nếu mà các bạn thấy có cái chức năng phone là đúng rồi đó. Các bạn nghe thầy nói rõ đúng không? Có ai không nghe không? Nghe hết đúng không? Rồi. Nghe sương sương. Nghe sương sương. Nghe sương sương là đủ rồi. Nghe một kỹ kỹ nó mới kỳ. Để mình xem mình vào. Rồi của em mất cái kia rồi. Em mất cái gì? Có cái bình luận ở dưới thầy. Gì? Chết rồi. Trời lớp này đông quá, lớp này đông vui quá. Em thấy lớp đâu có vui gì mấy. Ờ vậy hả? Mà đông quá trời nè. Đông rồi không có vui lắm. Lát mới vui, lát vô tiết mục mới vui. Để bỏ cái này xuống đây. Thầy ơi. Sao em? Học tầm bao nhiêu phút đó thầy? À, bạn nào bận hả? Bạn nào đang nói không, ý là em hỏi thôi. Em hỏi thôi chứ học, học tới mai cũng được. Tới mai là thật xỉu luôn. Mình học tầm khoảng 30-40 phút thôi. Đúng ra là 30 phút nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu các bạn có câu hỏi thì mình cứ hướng dẫn thêm cho các bạn thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Một bạn thích sản xuất âm nhạc, một bạn phân biệt các thể loại. Còn mấy bạn còn lại không thấy có một bạn là sản xuất âm nhạc nữa. Phân rồi. Phân biệt thầy. Hả? Phân biệt thể loại với thầy. Phân biệt thể loại hả? Vậy là đang đều đó. Hai hai rồi đó. Không, tại cái bình luận đó là của con luôn á. Rồi, ok. Như vậy thì để cho nó nhanh đi ha. Thể loại âm nhạc đi thầy ơi. Rồi, để cho nó nhanh thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về phân biệt các thể loại âm nhạc. Và sau đó, thầy sẽ, nếu mà còn thời gian, thầy sẽ chia sẻ thêm một tí xíu về cái cách để các bạn có hiểu được cái ngành sản xuất âm nhạc. Tại vì chắc chắn là những bạn nào đang xem, cái đang học online này nè, là các bạn đa phần sẽ là những cái người nghệ sĩ sau này đúng không? Cũng sẽ tới lúc các bạn phải đi làm một cái sản phẩm âm nhạc của mình. Ví dụ như Quân, Quân là vừa làm xong một cái sản phẩm âm nhạc đúng không? Sắp phát hành rồi, ghê lắm. Thì các bạn giống như Quân là đã làm việc ở Adam Music cho nên Quân sẽ hiểu được cái quy trình làm đúng không? Đây cho mọi người xem bạn Quân spotlight đó, mặt rất là đáng yêu dễ thương. Rồi quay trở lại mình nha. Rồi đâu rồi cái nãy giờ quên mở cái bản mặt mình lên. Ý, đợi tí xíu nha, mình chỉnh lại cái này một tí nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đi trước vào cái phần phân biệt các thể loại âm nhạc. Thì giờ các bạn comment xuống bên dưới hoặc là các bạn nói ở đây cũng được. Các bạn muốn tìm hiểu về những cái thể loại âm nhạc nào thì các bạn có thể cho mình cái tên đi. Những thể loại nào trước giờ mình nghe mà mình chưa phân biệt được. Tất cả luôn á thầy. Hỏi nhiều vậy. Tất cả là xỉu luôn á. Thầy ơi, có một vài bạn đang chờ John đó thầy. Có cả trăm thể loại. Ủa nhiều vậy. Admit rồi, vô luôn. Rồi, như vậy là mình end cái poll này đi ha. Rồi, các bạn đã xem được cái màn hình của thầy với cái bản mặt của thầy luôn. Con vẫn thấy mặt anh Quân, con không muốn thấy mặt ảnh nữa. À, em không muốn thấy mặt ảnh. Ok, để chuyển qua thấy cái màn hình của thầy đây. Spotlight. Để chuyển lại cái này. Rồi. Ủa là sao? Bây giờ nó đang xem cái của mình. Rồi, ok. Chị yêu thích thế này nha. Bây giờ mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về các thể loại âm nhạc. Thì thể loại mà thường các bạn hay nghe nhất là gì? Pop. Đúng không? Theo các bạn thì là pop nó có từ thời điểm nào? Phát. Em nghĩ là có lâu rồi. À, có lâu rồi. Nhưng mà lâu như thế nào? Mười mấy, 20 năm, 30 năm trước rồi. Ờ, có một cái mốc cụ thể không? À, có một cái mốc cụ thể không? Chưa biết, chưa rõ. À, bạn khác không? Tú? Em nghĩ là khoảng thập niên 90 á thầy. Mấy cái lúc mà mấy cái nhạc này nó bắt đầu nó hơi giật một tí. À, nhưng mà trước cái nhạc ballad rồi. Trước thập niên 90 thì nó có cái gì đặc biệt? Từ khi nào mà bắt đầu tự nhiên nó hình thành cái khái niệm pop? Nãy này em cũng chưa rõ, tại em nghe rock không? Rồi, nghe rock không? Thật ra rock là một cái thể loại phát triển song song với pop á. Dạ. Thế là các bạn, nếu mà các bạn để ý như vậy nè, các bạn xem phim mà những năm khoảng 70 á, là 60-70, các bạn sẽ thấy một cái thể loại gì đặc biệt ở thời điểm đó? Rock and roll. Nhớ không?
rock and roll là cái hình ảnh này nè. À, mình cho các bạn xem một cái hình ảnh nha. Rock and roll. Thì thời đó là thời của rất là nhiều những ban nhạc, nhưng mà có một cái người nghệ sĩ spotlight màn hình của Phát á, nên không thấy màn hình của thầy. À rồi. Các bạn nhớ nhắc mình nghe chứ bạn không nhắc mình thì quên là mình đang làm gì cái này. Đây. Đây. Hai. Quá trời. Rồi, khi mà các bạn tìm hiểu về rock and roll đó, các bạn sẽ thấy có một cái nghệ sĩ một cái nghệ sĩ tên là gì các bạn? Đúng rồi, thật ra ở thời điểm này rất là nhiều các bạn, nhiều nghệ sĩ chơi cái dòng rock and roll chứ không phải là chỉ là một. Nhưng mà Elvis Presley là một cái nghệ sĩ đơn, một nghệ sĩ đơn mà thành công với lại cái dòng nhạc rock and roll này. Ăn đi, ăn gì chưa? Rồi, ăn gì chưa? Tập trung. À, tiếng nói của bạn sẽ gây nhiễu cái buổi học đó, cho nên là bạn nào định nói chuyện riêng bên ngoài thì các bạn mute cái micro lại đi xíu nha. Dạ. Rồi, đi tiếp. Cái rock and roll này á là các bạn tưởng tượng giống như là trước cái thời kỳ mà rock and roll này á là nó không có khái niệm pop. Và thật ra trước đó cũng không có khái niệm rock and roll. Thì khi mà ra rock and roll này á, Elvis Presley là một trong những người nghệ sĩ đơn mà bắt đầu tạo ra được một cái hiệu ứng lan truyền, bởi vì thời điểm này có cái gì đặc biệt. Có radio, có video trắng đen này, đúng không? Có truyền hình trắng đen. Và bắt đầu nó worldwide hơn và mọi người bắt đầu biết tới cái nghệ sĩ này, biết tới thể loại nhạc này. Còn trước đó mọi người sẽ khó biết. Trước đó là chỉ nghe mấy cao lắm, cao cấp lắm là nghe mấy cái đĩa hát, các bạn biết không? Cho nên là cái tính global, tính mà toàn thế giới nó sẽ ít hơn. Thì bắt đầu từ cái thời điểm này trở về sau, nó bắt đầu hình thành một cái khái niệm mới là pop. Nghĩa là pop nó được hình thành từ rock and roll. Và rock cũng được hình thành từ rock and roll luôn. Thì từ cái thời điểm rock and roll này á, nó là một cái dạng pop sơ khai. Sau đó những cái mà nó có cái tính gọi là nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ nhớ, thoải mái nhất thì nó sẽ chuyển thành pop. Còn những cái mà nó hơi quằn quại hơn tí xíu thì nó sẽ trở thành rock. Rồi bây giờ mình nghe thử một bài rock and roll nha. Các bạn đang chờ cho phép vào. À, còn nữa hả? Born through a party in the county jail. The prison band was there, they were getting away. The band was jumping down the street. You should have heard the locked out jailbird sing that rock. Everybody let it rock. Rồi, các bạn biết tại sao mà cái nhạc này gọi là nhạc rock and roll không? Khi mà các bạn nghe các bạn cảm thấy sao? Muốn lắc đúng không? Muốn quẩy lên. Thì đây là một cái dòng nhạc mà nó làm cho cái cảm giác của con người mình khi mình nghe mình cảm thấy rất là hứng thú. Rồi, điểm đặc biệt của rock and roll là gì? Nó sẽ có những cái dằn, các bạn thấy không? Sau này các bạn nghe mà nó có những cái dằn giống vậy thì nó sẽ có xu hướng là rock and roll. Cái thứ hai đó là các bạn nghe cái bass á, bass nó là cái gì? Tiếng bass á. Các bạn nghe không? Có nghĩa là cái câu bass nó sẽ đánh theo kiểu rất là nhanh. Rồi, còn một cái đặc điểm nữa, các bạn nhớ lấy giấy viết ghi lại nha, không thôi là không nhớ đâu. Nó có một cái đặc điểm mà nó nguồn từ nhạc blues, đó là trail bar rhythm. À, trail bar rhythm. À, hoặc là trail bar blues. Ủa gì vậy? Đây. Đây là một cái từ khóa các bạn có thể tìm nha. Nó là nghĩa là 12 ô, có nghĩa là nhạc này nó sẽ có một, giống như hiện tại bây giờ mình thấy nhạc pop đó, nó có 4 ô đúng không? Cứ 4 ô nó lại lặp lại, 4 ô lại lặp lại. Nhưng mà đặc điểm của nhạc blues hồi xưa, nhạc rock and roll hồi xưa đó là 12 ô. Sau 12 ô nó lại sẽ lặp lại. Các bạn có nhớ được một cái bài hát nào của Việt Nam mình có cái màu tương tự gì không? Có ai biết không? Sao vậy? Như là một cái bài nào của Việt Nam mà có cái cảm giác của 12 ô này nè. Một cái bài mà chắc chắn nói ra ai cũng biết hết. Chỉ là không biết nó 12 ô. 60 năm. Đúng rồi, 60 năm cuộc đời. Bạn Quân nghe hoài đúng không? Nghe tôi nói hoài luôn.
thật ra là có nhiều bài đó các bạn, nhưng mà thí dụ cơ sao buồn này kia tết đó cũng là vậy. Thì đây là một cái kiểu mà các bạn sẽ nghe rất là nhiều trong rock and roll. Thật ra bài 60 năm cuộc đời nó được viết với một cái phong cách nó tương tự như rock and roll, nó là twist. Các bạn nghe nó cũng giống giống như vậy. Rồi, như vậy rock and roll là cái này ha. Như vậy sau cái thời kỳ rock and roll này bắt đầu, các bạn sẽ nghe những cái mà nó hiện đại hơn tí xíu. Thật ra cái pop ở thời kỳ đầu á, nó nghe nó y chang như thế này. Nó chỉ bắt đầu nó thay đổi dần dần một tí xíu. Và cái chữ pop ban đầu á, nó có khái niệm là popular, nghĩa là cái bài đó nổi tiếng, cái bài đó nhiều người biết thì nó gọi là pop music, chứ nó chưa phân biệt rõ thành một cái mainstream. Và thật ra trong các cái thể loại âm nhạc hiện tại bây giờ các bạn nghe á, nó cũng lai tạp rất là nhiều và mình rất là khó để cảm nhận được cái phong cách thể loại đó. Rồi, như vậy để cho các bạn có thể hiểu được phong cách thể loại tốt hơn á, các bạn cần phải dành thời gian nghe. Một là nghe cái dòng nhạc, hai là nghe những người nhạc sĩ đặc trưng của dòng nhạc đó, ba là các bạn đọc tài liệu về dòng nhạc đó. Mình ví dụ bây giờ mình tìm về rock and roll thì wiki là một trong những cái mà các bạn có thể dành thời gian các bạn xem, và nó rất đơn giản, đúng không? Cái nào không biết thì cứ Google dịch thôi là xong. Hoặc là các bạn có thể tìm cài một cái từ điển, thí dụ ở đây mình cài một cái plugin từ điển vào nè. Các bạn coi từ nào các bạn không hiểu các bạn cứ evolved search nó là xong. Đúng không? Rồi, như vậy là các bạn sẽ biết được rock and roll nó có từ những năm 40 50 nè. Nó bắt nguồn từ cái gì? Từ những cái như gospel là nhạc thánh ca hồi xưa nè, nhạc jazz nè, rhythm and blues là R&B nè. Đó. Thì đây là một trong những cái cách để các bạn có thể tự research được. Một cái thể loại thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là reggae. Có ai biết kiểu nhạc này không? Giật giật thôi. Cờ giật cờ thọt. Nhưng mà thật ra reggae nó không hẳn là cờ giật cờ thọt đó nha. Cờ giật cờ thọt là còn một cái kiểu nhạc khác nữa. Mở cái bài này các bạn sẽ biết ngay. No woman, no cry. Gì vậy? Hố hố gì vậy? Rồi, nghe thử nha các bạn nghe này. Các bạn thấy cái màu này có cái màu gì đặc biệt không? Cái hình ảnh này có gợi cho các bạn một cái cảm giác gì không? Thanh niên chuyên cần. Này là quá rõ ràng luôn ha. Đây là cái hình ảnh của cái cờ của Jamaica và cái hình ảnh của cần sa. Tại sao? Là bởi vì cái thời kỳ mà hình thành cái thể loại âm nhạc này á, là thời điểm mà đang chiến tranh. Nó đang mix giữa chiến tranh với lại hòa bình. Một số nước vẫn đang chiến tranh những năm 70, 80 này nọ nè. Một số nước vẫn đang chiến tranh, một số nước thì đã hòa bình. Và đây là trong cái giai đoạn cái phong trào, một là phản chiến. Phong trào phản chiến thì các bạn sẽ nghe rất là nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc hát những cái bài rock mà nó nói rất là nhiều về chủ đề chiến tranh. Một lát mình sẽ cho các bạn nghe thử. Và đó cũng là một cái đặc trưng của rock. Có nghĩa là khi mà các bạn nghe rock á, các bạn thấy nó có một cái gì? Sôi sục, dữ dội, đúng không? Gào thét. Là bởi vì cái thời điểm đó người ta muốn bùng nổ, người ta muốn tự do, người ta muốn hòa bình, muốn không muốn chiến tranh nữa. Thì nó ra một cái thể loại âm nhạc, một cái cách hát. Và sau này nó trở thành một cái mainstream luôn là rock. Và cũng song song đó sẽ có những cái người, thí dụ giống như là Bob Marley đi, thì theo một cái trường phái đó là tôi không gào rú gì hết, nhưng mà tôi sẽ hát bằng một cái cách rất là nhẹ nhàng, bay bổng. Và cộng thêm đó là cần sa vào để cho cái cảm giác nó feel hơn, nó bay hơn. Thì các bạn nghe cái nhạc này nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt mà sau này nhiều thể loại khác cũng bắt chước. Đó là cái ca từ, cái cách hát á, nó chậm hơn so với nhịp. Các bạn để ý nha. Thường là mình muốn hát đúng nhịp đúng không? Nhưng mà với thể loại này các bạn cần phải hát chậm hơn cái nhịp tí xíu. Các bạn thấy không? Nhịp nó đã xong rồi nhưng mà bắt đầu ảnh mới hát. Đó, nghe cách hát không? Giống như đang nói nhưng mà chậm, lúc nào cũng chậm hết. Đặc điểm thứ hai của thể loại nhạc này đó là nó là cái nhịp dở lên. Nó sẽ không nhấn vào trong cái phách xuống. Ví dụ các bạn nghe rock đi, là nó sẽ nhấn vào cái phách mạnh đúng không?
Nhưng mà với thể loại này thì nó sẽ nhấn vào trong những cái phách dở lên. Có nghĩa là khi mà hát cái nhạc này á, cái nhịp chính của các bạn nó sẽ đi lên chứ nó không có đi xuống. Các bạn thấy không? Nó sẽ nảy lên. Hai cái điểm đặc biệt nha. Một là nảy lên, còn hai là cái bài hát chậm lại so với nhịp. Rồi, có ai có câu hỏi gì về hai cái thể loại này không? Mình giao lưu với nhau tí xíu này. Có ai có câu hỏi nào không? Thầy đọc lại tên cái thể loại nhạc hồi nãy này. Reggae. À, các bạn sẽ viết cái chữ nó như thế này. À, reggae. Và gần đây nhất có một cái bài năm ngoái là top hit trên thế giới luôn. Và nó được lấy cảm hứng từ cái thể loại âm nhạc này. Và sau này nó tạo thành một cái dòng mà cũng khá là thịnh mà bây giờ mọi người đang bắt đầu xài nhiều. Đố các bạn là bài gì? Đố các bạn nó là bài gì? Nhạc nước ngoài hay nhạc Việt thầy? Nước ngoài. Đa số là nước ngoài. Tại vì là những cái dòng này ở Việt Nam mình nó chưa có nghe nhiều. Và thật ra sau này bắt đầu có nhiều đó. Những cái thế hệ trẻ giống như các bạn bắt đầu nghe nhiều hơn. Còn hồi trước là chỉ có pop ballad thôi. Bây giờ các bạn sẽ thấy ở Việt Nam bắt đầu nhiều hơn và một số bài cũng sẽ có cái này. Mà mình nói một bài nổi tiếng nhất mà các bạn chắc chắn sẽ biết. Senorita. Không phải. Bài gì? Ra không? Mình cũng quên mất bài đó rồi. Thể loại đó gọi là reggaeton. Đây. Despacito. Các bạn nghe thử cái kiểu nhạc nha. Nó sẽ khác reggae tí xíu bởi vì nó là một cái kiểu live. À. Mình vô cái đoạn có nhịp nha cho nó dễ nghe. Chỗ ban đầu chỗ này thì nó vẫn là pop nha. Nó chưa vô đúng cái nhịp của reggaeton đâu. Thấy cái nhịp nó dở lên không? Các bạn thấy nó dở lên không? Ngay cái chỗ điệp khúc là các bạn sẽ nghe ra cái màu của reggaeton. Đó, cái này cũng là một cái nhịp dở lên nè. Lát mình sẽ cho các bạn nghe một bài tương tự như vậy nữa. Rồi, để ý chỗ này nha các bạn. Nghe cái trống á, có nghĩa là nó sẽ like cái gì? Mình sẽ thấy là nó like, là like cái kiểu dở lên, đúng không? Cái kiểu là nhạc nó sẽ có phách nhấn lên, nhưng mà bây giờ nó sẽ có thêm cái trống nhấn xuống bên dưới nữa. Mình sẽ nghe cảm giác nó hừng hực và nó nặng, nó vừa chắc ở cái tiếng bass mà nó vừa nảy, nó vừa cảm giác feel hơn. Mình sẽ nghe thử lại nha, và các bạn tập làm quen với cái tiết tấu này, bởi vì sau này các bạn sẽ nghe rất là nhiều bài giống cái tiết tấu như vậy. Rồi, bây giờ các bạn thử nhớ coi có một cái thể loại nào mà có một cái bài nào mà nó giống thể loại này nữa. Hãy trao cho anh đó thầy. Hãy trao cho anh hả? À, đợi tí xíu nha. Hãy trao cho anh. Đó, đúng rồi. Đó là bắt đầu nghe ra rồi đó. Đó, như vậy là các bạn thấy không? Chỉ cần các bạn để ý tí xíu, các bạn để ý về nhịp, để ý về tiết tấu là các bạn sẽ bắt đầu hình dung ra cái style nhạc nó như thế nào. Như vậy là rõ ràng là Sơn Tùng là một ca sĩ nhạc pop, đúng không? Nhưng mà cái pop nó đang pha trộn với một số thể loại mới. Và cái kiểu này, cái kiểu riff rhythm này nó là
Bridgerton. Giờ mình sẽ quay về một cái bài trước đó tí xíu, Root của Matthew. Bài này mình nghĩ là các bạn cũng biết luôn, 1,8 tỷ lượt xem. Các bạn thấy nó có độ nảy lên không? Còn một cái đặc tính tiếp theo nữa, còn một cái đặc tính tiếp theo nữa của reggae, đó là cái thường cái báo của nó sẽ không báo mạnh vào đầu phách, tắc 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 tắc, chứ không phải là thí dụ các bạn nghe rock á, tắc 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 tùm, đúng không? Còn bây giờ là tắc 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 tắc, à nó sẽ không nhấn mạnh, nó sẽ không rớt cái cymbal. Cái cymbal là cái cục này nè các bạn, nó sẽ không đánh cái sèn ngay chỗ đó. Rồi, từ chỗ này bắt đầu nó qua pop lại rồi, đúng không? Đều lại đi xíu. Rồi, như vậy là mình đi qua được mấy thể loại rồi. 1, 2, 3 rồi. Reggaeton, root. Rồi, bây giờ mình chỉ cho các bạn một cái thể loại này mà mình nghĩ rằng là những cái người trẻ giống như các bạn, những nghệ sĩ tương lai sẽ nên biết. Bởi vì là những cái thể loại mà các bạn thấy ở nước ngoài nó đang thịnh mà Việt Nam mình nó đang thiếu thiếu, thì trong tương lai sẽ bắt đầu nó hình thành. Và các bạn chính là những cái người mà khai thác những cái thể loại đó. À, một cái thể loại tiếp theo đó là funky. À, các bạn nghe thử một cái kiểu funky nha. Có ai chưa biết nhạc funky không? Im lặng hết luôn. Hỏi đi. Giờ mình chơi mình hỏi tí xíu đi. Rồi. Hỏi các bạn tí ra nè. Kiều Ân. Kiều Ân biết funky là nhạc gì không? Cho một bài ví dụ nè. Kiều Ân ơi. Kiều Ân nơi đâu rồi? Ờ, đâu, mẹ ơi. À, có thể nghe em này. Nghe chưa? Mẹ hả? Mẹ ạ. Funky. Dạ. Rồi, em nói gì đi. Có bảo anh thế này, lát hỏi coi. Ủa, hiểu câu hỏi không vậy trời? Cho tôi ngồi tôi đợi. Dạ, hiểu. Nhạc phân có nghĩa là nó là những thể loại pha trộn giữa, nói chung là pha trộn của những cái âm nhạc của người da màu. Đó là theo em biết, đó là như là nhạc soul, nhạc nhạc blues jazz, ví dụ như bài Uptown Girl. This is the Echo là bài, cái bài của Bruno Mars đó thầy. Nó là một thể loại của phân. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Nhưng bây giờ mình sẽ tập nghe nha. Mình nghe làm sao để mình phân biệt ra là funky nó có cái gì đặc biệt. Ví dụ hồi nãy đi uptown funk ha. Các bạn sẽ để ý nha. Đặc điểm của funky nó là một cái đường bass line. Nó là nó sẽ có, luôn luôn có những cái câu bass nó chạy. Sau bài này mình sẽ mở một cái bài cũng rất là nổi tiếng cách đây 2 năm. À, 3 năm chứ. Đây là một cái đặc trưng của câu bass nè, đúng không? Thì cái này, bài này nó là một cái kiểu hướng mới, là thay vì là nó xài câu xài cái guitar bass để nó đánh, thì bây giờ nó xài cái gì? Xài cái âm vocal để mình làm ra. Nghe cái tiếng guitar các bạn. Các bạn nghe tiếng guitar. Đối với lại nhạc funky á, nó sẽ có một cái đặc biệt vậy là hợp âm nó không thay đổi nhiều, mà nó thay đổi cái màu của hợp âm thôi. Ví dụ mình đang đánh son đi, thì lâu mình nhảy qua son 9, son 7, son 11, 13, kiểu kiểu vậy. Nó sẽ nhảy và nó sẽ đánh cùng trên cái hợp âm đó nhưng mà đổi cái màu đó. Và cái thứ hai á, đó là cái cách mà nó đánh, cái tiết tấu đánh á, nó sẽ rất là nhiều nốt, cả như cả thọt ở giữa đó. Cho nên mình nghe cái nhạc này á, mình sẽ có cảm giác cái người mình nó rất là cả như cả thọt lên. Cái bài này các bạn nghe, các bạn sẽ có cảm giác nó hơi có cái xu hướng pop hơn, là bởi vì cái cách phối khí ấy, nó sẽ pha trộn với lại cái hướng pop nhiều hơn. Rồi bây giờ mình nghe thử một cái bài này nha. Đây là một cái top hit.
cách đây 6 năm rồi hả? Mình tưởng cứ mới 3 năm thôi chứ. Các bạn để ý nha. Happy. Đó là cái đúng rồi, bài Happy. Các bạn thấy có gì đặc biệt? Câu bass đúng không? Và chính cái câu đó nó sẽ xác định cái bài này nó có cái màu gì funky. Đó, câu bass và cái tiếng guitar chắc 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 đó, những cái đó nó sẽ làm ra cái cảm giác đó. Còn một cái bài nữa, một bài nữa của trap punk, trap trap punk hay là punk đây. Get Lucky. Get Lucky đúng rồi, chính xác. Bài này lại là một cái kiểu funky pha với lại disco. À, các bạn nghe tiếng guitar. Vừa nghe tiếng bass với lại guitar nha. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Rồi. Đó, như vậy các bạn thấy là âm nhạc bây giờ nó sẽ pha trộn rất là nhiều, và nếu như các bạn không có dành thời gian các bạn nghe và tìm hiểu từng cái thể loại một á, thì sau này các bạn sẽ không biết là cái bài này nó đang lấy cái màu gì, và các bạn sẽ không hiểu được cái style của nó. Và không hiểu được style á, các bạn hát sẽ xử lý hát sẽ sai nè. À, và cái cách các bạn trình diễn cũng sẽ sai luôn. Ví dụ các bạn tưởng tượng sai mà mình nói đơn giản giống vậy nè. À, các bạn hát rock và các bạn mặc đồ nó hơi pop tí xíu thì các bạn hát nhìn các bạn nó sẽ bị ra sai, hoặc là khi mà các bạn hát nó mềm quá, nó không có chất, không có nặng thì nó sẽ ra một cái cảm giác bị sai đi. Và đôi khi mình cũng không biết là mình đang hát sai luôn, thì sau này các bạn tìm hiểu về thể loại xong các bạn sẽ hiểu được cái đó. Giống như hồi nãy đi mình nói là các bạn hát reggae mà các bạn hát nó bị chính xác nhịp quá, bởi vì các bạn nghĩ là hát chậm lại thì nó bị rớt nhịp, thì cái đó bị sai luôn. Là bởi vì trong cái kiểu nhạc reggae á, là nó là cái nhạc hút cần, cho nên là khi mà các bạn hát mà các bạn hát đúng nhịp quá là nó nghe nó bị chất quất à, nó không ra. Hoặc là thí dụ giống như các bạn hát R&B hay là hát blues mà các bạn hát đúng nốt quá nó cũng không ra luôn. Jazz cũng vậy, đúng nốt quá nó cũng sẽ không ra. Jazz này nó sẽ cần một cái sự bay bổng nhẹ nhàng, bởi vì nó có một cái kiểu hát gọi là ghost note, nghĩa là mình sẽ hát làm sao để cho cái nốt nó nghe cảm giác nó lượn lượn hơn. Hoặc là trong blues thì nó sẽ có những cái nốt mà mẻ lên, lát cho các bạn nghe thử. Thì trap punk này nè, bài Get Lucky này nó pha với lại một cái loại là disco. Các bạn có nghe người ta nói về EDM không? Có nghe nói EDM đúng không? Có nghe nhiều mà đúng không? Vậy về EDM là gì? Bảo Anh. Dạ, EDM nếu mà để hiểu nôm na đó là nhạc điện tử. Nó cũng là nó mình có thể phối với nhiều loại nhạc có tiết tấu nảy, ví dụ như là nhạc pop mình cũng có thể phối được, R&B mình phối R&B, hoặc là mình cái dạng là dubstep đó thầy. Dubstep mà cái kiểu mà mình làm trong hip hop á, mình cũng có thể em tại vì em bình thường các cái dòng nhạc em thường thường là em sẽ nghe theo cái kiểu mình cảm theo cái phong cách như thế nào thì mình sẽ phân nó về cái nhạc đó thầy, nên em nghĩ là như vậy. Dạ rồi, Nhật đi. Cảm ơn Bảo Anh. Nhật trả lời thử câu khó đó thôi. Dạ. Ủa, sao dạ xong mất tích luôn rồi Nhật ơi. EDM là cái gì? Chắc đang Google. Rồi đang Google chắc luôn. Rồi trả lời luôn cho nhanh nha. EDM là viết tắt của chữ Electronic Dance Music, nghĩa là những cái nhạc nhảy mà nó có yếu tố điện tử thì người ta sẽ gọi nó là EDM. Thực ra cái chữ EDM nó mới có sau này, tầm khoảng chừng mười mấy năm trở lại. Nghĩa là nhạc nhảy thì có từ lâu rồi. Ví dụ các bạn thấy từ những năm 70-80 là đã bắt đầu có nhạc disco. Đúng không? Hồi xưa mình nghe Bonnie M, mình nghe Modern Talking nè, Cherry Cherry Lady, đúng không? Thì những cái bài đó là sơ khởi của EDM á. Nhưng mà hồi xưa người ta không gọi, tại vì nó có đúng thể loại đó thôi. Xong bắt đầu có thêm cái gì? Trance.
bắt đầu có thêm disco, xong rồi tới tiếp theo là nhạc house, xong rồi tới nhạc techno, rồi tới nhạc trance. Thì các bạn biết những cái này nó khác nhau gì không? Disco, bây giờ mình nghe thử một bài disco hồi xưa đi. Disco, ví dụ Modern Talking là mọi người biết nhiều nhất. Mình nghe thử một bài disco để mình thấy cái gì. Tiếng này tiếng gì các bạn? Nó vào tiếng gì đó. Cái nhạc cụ này gọi là synthesizer. Nó gọi là synthesizer, là một nhạc cụ điện tử. Đây, có nghĩa là những năm 70-80 á, người ta nghiên cứu ra được cái cây này, mấy cái đàn này. Và từ cái đàn này người ta sẽ tạo ra được những cái tiếng mà nó không có thật trong đời sống. Sau này người ta có cái cách để giả lập lại cái tiếng của một nhạc cụ khác luôn, bằng những cái đàn giống vậy. Nhưng mà lúc mà người ta tạo ra thì người ta thấy cái tiếng nó hay quá, người ta đem nó vô, ta làm, bắt đầu đưa nó vào âm nhạc nhiều hơn. Thì nhạc disco là một trong những cái nhạc đầu tiên mà bắt đầu xài những cái cây này. Và sau này á, ở bên, bắt đầu bên mấy nước châu Âu, ở bên Đức á, thì bắt đầu người ta tìm cách để mà nâng cấp những cái cây này lên và có được nhiều những cái tiếng đặc biệt hơn, khác hơn. Còn hồi trước là chỉ có một cái tiếng thuần thôi, sau này bắt đầu có nhiều cái tiếng mà nó hay, nó lạ hơn, thì nó thành một cái kiểu nhạc mới hơn một tí xíu. Đó là nhạc techno. Nhạc techno sẽ là nhạc mà bắt đầu tạo ra những cái âm thanh mà mình nghe mình cảm giác nó hiện đại, nghe nó hiện đại và nó mới mẻ so với cái âm nhạc trước đó, thì nó sẽ thành một cái nhạc mới. Techno là technology music á, nghe nó cảm giác có yếu tố công nghệ. Rồi bây giờ mình thử quay lại mình nghe Modern Talking. Rồi như vậy mình thấy là có cái âm thanh của nhạc cụ điện tử rồi nè, bắt đầu có cái các bạn thấy cái nhịp nó đều không, cái beat nó đánh rất là đều. Thì đây là tiền thân của nhạc gọi là nhạc 4 beat, tức là nó cứ đánh đúng đều 4 nhịp vậy. Và sau này tất cả những cái nhạc nào mà đều 4 beat giống như vậy, người ta gom chung vô thành nhạc EDM hết. Cho nên các bạn thấy sau này trance house rồi nhiều cái thể loại khác nữa nó cũng tương tự như vậy. Một đặc điểm để phân biệt cái này đó là tiếng reverb. Tại vì thời kỳ này bắt đầu mới nghiên cứu ra được cái vụ reverb để cho nó vang vang giống vậy. Cho nên các bạn nghe rất là nhiều. Sau này Paris by Night, lúc mà cái thời kỳ đầu của Paris by Night qua bên Mỹ làm cũng ra cái âm thanh giống y chang vậy. Lát các bạn nghe thử cái điệp khúc nè. Đặc điểm của nhạc disco đó là giọng nam sẽ hát ở nốt cao bằng cái kiểu hát falsetto. Các bạn để ý nha, mỗi một thể loại nhạc nó sẽ có một vài cái đặc trưng. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì khi mà các bạn nghe một bài nhạc mà nó có cái kiểu hát giọng nam mà hát rất là cao bên trên mà hát nhẹ nhàng, thì các bạn sẽ cảm thấy ngay nó chính là disco. Và tương tự như vậy cũng sẽ có một cái thể loại nhạc cũng cao lên. Sau này các bạn thấy là cái này nó đi hướng pop, đúng không? Thì sẽ có một cái thể loại nhạc đối lại với nó là đi cái hướng rock hơn một xíu. Thì nó sẽ trở thành những cái bản rock mà các bạn thấy nó giọng rất là cao, rất là máu lửa. Ví dụ như cái bài này, She's Gone, chắc các bạn biết, đúng không? Khi mà các bạn học nhạc là các bạn nên biết những bài kinh điển nha. Những bài mà nhắc tới là ai học nhạc cũng nên biết. Bạn sẽ thấy. Thay vì bên kia sẽ tập hát falsetto thì bên đây sẽ hát thành mixed voice. Thì các bạn thấy là đây là một cái kiểu rock cũng hát lên nốt cao luôn, đối ngược lại với lại bên cái disco kia là hát bằng giọng falsetto. Rồi
Như vậy là các bạn thấy là từ disco bắt đầu ra nhiều cái thể loại khác và gom chung lại với nhau, và nó trở thành một cái nhóm những cái kiểu nhạc mà nó đều nhịp 4 beat. Và sau này nhiều quá cho nên người ta dùng một cái thuật ngữ là EDM, là Electronic Dance Music. Và vì nó có dance cho nên nó là một nhóm. Như vậy sau này cũng sẽ có những cái kiểu nhạc mà nó có yếu tố điện tử nhưng mà nó không có dance, nó không phải để nhảy, nhưng mà nó vẫn xài yếu tố điện tử luôn, thì người ta sẽ gom nó thành Electronic Music. Nó sẽ là EM thay vì EDM. Thì Electronic là gì? Các bạn nghe nhạc chill nè, dạo này có cái từ chill đúng không? Nhạc chill out là những cái loại nhạc mà nó vẫn có yếu tố điện tử nhưng mà nghe nó điện tử nhưng mà nó không phải là nhạc dance. Rồi, còn thể loại nào các bạn muốn tìm hiểu nữa không? Còn thể loại nào các bạn muốn tìm hiểu nữa? Nhạc soul đi thầy. Soul. Rồi, nhạc soul. Mình sẽ cho các bạn xem một cái người nghệ sĩ nhạc soul nổi tiếng, gọi là cha đẻ của dòng nhạc soul. Khi mà nhắc tới cha đẻ của nhạc soul thì các bạn nhắc tới ai? Godfather of soul music, đúng không? James Brown. À đúng rồi, Godfather of soul music là James Brown. Thật ra là tại vì người ta gọi vậy thôi chứ cũng nhiều người lắm. Nhiều người tạo ra cái có nghĩa là để hình thành một cái thể loại âm nhạc á, nó không phải chỉ có một người, nhưng mà bởi vì cái người đó họ nổi bật quá hoặc là họ nổi tiếng hơn so với những người khác cho nên người ta sẽ gọi như vậy. Giống như là nhắc tới ông hoàng nhạc pop là ai? Michael Jackson. Đúng rồi. Thật ra là trước Michael Jackson cũng có Elvis Presley đúng không? Nhưng mà bởi vì ông nội kia là hình thành cái nhạc rock and roll rồi, cho nên là khi mà có một thể loại mới hơn, và Michael Jackson thời điểm đó trở thành một cái người worldwide luôn, cả thế giới ai cũng biết tới. Và cái lý do để hình thành cái sự nổi tiếng của Michael Jackson đó, đối với các bạn là cái gì? Chào luôn. Nhảy. Nhảy là một cái, là cái tính unique của ổng. Và thật ra các bạn coi ổng chính là cái người mà gọi là bị ảnh hưởng nhiều bởi James Brown nè. Cái điệu nhảy James Brown cũng y chang vậy luôn. Rồi, nhảy là một cái nha, nhưng mà một cái đặc biệt ở cái thời kỳ đó, đó là trước cái thời kỳ của Michael Jackson á, còn có một cái band nhạc nổi tiếng nữa là The Beatles. Và lý do mà The Beatles nổi tiếng vượt qua giống như vậy là bởi vì họ bắt đầu tập trung vào là MV. Trước thời kỳ của Beatles á, là nghệ sĩ chỉ đi lên diễn truyền hình, được mời show truyền hình, chứ nghệ sĩ không có suy nghĩ nhiều tới cái việc là tôi phải làm một cái MV chuyên nghiệp. Thì thời điểm đó các bạn sẽ thấy, nếu mà các bạn search các bạn xem á, những cái band nhạc trước đó là đều là những cái video truyền hình chứ nó không phải là những cái MV của riêng nghệ sĩ đầu tư vào. Và Beatles là một trong những cái nhóm nhạc sơ khai của cái việc là làm MV để mà gọi là đưa cái âm nhạc mình nó đi ra thế giới nhiều hơn, thay vì chỉ làm ca khúc thôi, làm trên đĩa nhựa, đĩa than không thôi. Thì Michael Jackson là một trong những cái người mà làm MV mà làm lồng lộn hơn, một cái kiểu mà nó hoành tráng nhất so với cái lớp nghệ sĩ trước đó. Và cuối cùng là ổng trở thành một cái người cực kỳ nổi tiếng nhờ cái âm nhạc, nhờ cái cách nhảy và nhờ cái cách để mà gọi là PR về cái âm nhạc của mình, về hình ảnh của mình. Rồi mình nghe thử James Brown nha. Ông này có một cái điểm đặc biệt. Thì các bạn thấy cái nhạc soul ban đầu á là nó lai tạp nhiều lắm. Nhạc soul ban đầu thực ra các bạn nghe cái này nó y như funky nè. Đúng không? Thực ra nhạc soul là các bạn để ý là nó sẽ có cái cách xử lý về vocal nó khác. Hồi trước á, có nghĩa là soul, cái chữ soul ở đây á, mình dịch ra là tâm hồn đúng không? Là cái nhạc mà để nó truyền tải cảm xúc nhiều hơn. Tại vì hồi trước đó, ngay cái thời điểm trước đó thì nó sẽ có nhạc jazz. Jazz là một cái kiểu mà nó hơi gọi là cao cấp tí xíu về cái cách hòa âm đồ này nọ. Nhạc R&B, blues R&B. Thì nó sẽ có một cái thời điểm giao thoa giữa những thể loại này với nhau. Những năm khoảng tầm 1880 cho tới khoảng 1940. Là trong mấy chục năm đó nó sẽ có giao thoa giữa những cái gì? Blues nè. Các bạn biết nhạc blues không? Trước khi vào nhạc soul mình phải đi qua nhạc blues một chút xíu.
Lose. Các bạn nghe cách hát nha. Trời nhạc lâu. Hoài luôn à. Để mình giải thích cho các bạn hiểu cái này nè. Blues nó bắt nguồn kiểu nó hơi giống dân ca của dân da đen. Thật ra blues nó là cái sự kết hợp của những cái điệu hò, giống như là giờ mình nghe nhạc nhạc hò ru nè, mình nghe những cái hò đối đáp, những cái kiểu nhạc dân ca hồi xưa, nhưng mà bây giờ mình làm mới nó lại một chút xíu. Thì blues chính là cái âm nhạc đó. Nó là âm nhạc của người da đen và âm nhạc được lấy cảm hứng từ những cái bài hò, những cái bài ca lao động của người dân da đen, người dân nô lệ. Rồi sau đó khi mà nhạc blues nó được du nhập tới Mỹ thời kỳ đó, thì lúc này là các bạn tưởng tượng là từ những cái vùng da đen bây giờ được du nhập tới Mỹ, từ những cái vùng nông thôn á, những người dân nô lệ bắt đầu được du nhập tới những cái thành phố và bắt đầu cái kiểu giống như là bây giờ ở Sài Gòn mình tự nhiên bây giờ tới một cái lúc nào đó thì mình thích nghe cải lương, nó giống vậy. Hoặc là mình thích nghe nhạc dân ca. Thì blues thời điểm đó bắt đầu được những cái người thành thị ở những cái vùng thành phố lớn của Mỹ bắt đầu thích. Và bắt đầu nó được thể hiện bằng một cái cách mà chuyên nghiệp hơn. Thì nó ra một cái thể loại mới sau này là R&B, nghĩa là bắt đầu có trống, có tiết tấu, có nhấn nhá, có cái sự trình diễn nhiều hơn. Thì nó thành một thể loại R&B. Sau đó cũng có những cái người muốn kết hợp những cái thể loại đó với một cái kiểu hát của dàn nhạc nhà thờ. Các bạn nghe, các bạn xem thử cái nhạc này, gospel, đúng rồi. Các bạn có thể tìm cái phim này, Sister Act. Oh happy day. Rồi, các bạn sẽ để ý hai cái cách nha. Cái ban đầu của cái phim này á, nó thể hiện cho âm nhạc thánh ca thuần. Có nghĩa là thánh ca theo kiểu hồi xưa là ca ngợi về thần thánh, về Thiên Chúa, và nó sẽ không có những cái kiểu mà lồng lộn quậy phá. Quậy phá thì nghe hơi ghê, nhưng mà một cái kiểu phóng khoáng hơn. Bạn thấy khi mà vào nhà thờ các bạn sẽ nghe kiểu giống vậy đúng không? Để ý cái đoạn này nè. Đây là một cái phim mà các bạn nên xem nếu như các bạn là cái người yêu thích âm nhạc. Cực kỳ nổi tiếng. Dài quá, để mình fast qua tí nha. Rồi đổi qua một cái phong cách khác. Cái này là pha một cái xíu với pop rồi. Để cho các bạn xem một cái bài cũng trong cái phim này. Đây. Cái này chính là gospel rồi các bạn. Gospel nghĩa là cái kiểu nhạc mà các bạn nghe ở trong nhà thờ, nhưng mà nó có một cái tính phóng khoáng, thoải mái, hiện đại hơn một tí xíu. Thì ở thời điểm đó bắt đầu có những cái người nghệ sĩ, người ta muốn kết hợp với cái cách của gospel, nghĩa là cái dàn nhạc này nè. Sẽ có những cái lúc một người hát solo và nhiều người khác hát bè.
rồi có những cái lúc là mình nhảy ra mình có nghĩa là nó sẽ có những cái câu bè và hát chính xen lẫn với nhau. Các bạn sẽ để ý cái đoạn này đó. Đó thì sau này các bạn sẽ thấy cái này ở đâu, nó chính là những cái câu phiêu luyến của nhạc hiện đại, của nhạc pop mình á. Tới một cái đoạn điệp khúc cao trào khúc cuối bắt đầu ca sĩ sẽ phiêu luyến lên, đúng không? Thì trước đó hồi xưa nó không có cái đoạn đó, sau này bắt đầu kết hợp nhiều những cái thể loại nó đang xen với nhau thì bắt đầu hình thành cái kiểu này. Bây giờ mình nghe thử một cái bài soul mà hiện đại, soul hiện đại ví dụ như Sam Smith nè. Sam Smith là một ca sĩ theo cái dòng soul này. Stay with me, đúng không? Các bạn để ý cách xử lý về giọng hát đó, nó sẽ có mạnh nhẹ, nó sẽ không phải lúc nào cũng mạnh, không phải lúc nào cũng nhẹ, mà nó sẽ nhấn nhá mạnh nhẹ rất là nhiều để tạo ra cái tính cảm xúc nhiều hơn. I don't want you to leave, will you hold my hand? Để ý đoạn này. Rồi các bạn liên tưởng lại cái hình ảnh trước đó, có phải là hình ảnh của nguyên cái nhà thờ không? Đó thì soul music chính là cái yếu tố kết hợp giữa hồi xưa là nó sẽ có một cái khoảng thời gian của R&B kết hợp thêm với gospel và thêm nhiều cái thể loại vân vân ở thời điểm đó để tạo ra một cái kiểu nhạc mà vừa truyền tải được cảm xúc bằng cái giọng hát của mình, vừa có những cái sự hòa bè của soul music của nhạc gospel. Thì sau này các bạn sẽ tập, nó sẽ có hai cái mà dễ lẫn lộn giữa soul và R&B, và không phải riêng các bạn lẫn lộn nữa nha. Những cái năm đầu tiên của thể loại này á, là bản thân trên Billboard á, trên cái bảng xếp hạng á, cũng không ghi rõ cái nào là soul, cái nào là R&B luôn, bởi vì bản thân những cái người đánh giá người ta cũng không phân biệt được. Và mãi tới sau này khi mà bắt đầu hai cái dòng nhạc nó mainstream rõ hơn thì người ta mới bắt đầu tách nó ra thành hai thể loại. Bởi vì các bạn sau này các bạn nghe các bạn sẽ thấy là những cái người hát R&B á, họ sẽ có xu hướng hát mạnh bạo hơn, nó sẽ không có cái độ ngương, không có độ nhã về cái giọng hát. Nhưng mà những người hát soul á, họ sẽ có cái xu hướng là mạnh nhẹ, nó rõ ràng hơn. Một lát mình cho các bạn nghe thử một cái kiểu R&B. Nó nhấn nhá mạnh nhẹ rất là rõ. Rồi, các bạn để ý nha, cái này cũng có bè nha. Nhưng mà nếu như bây giờ mình nghe một bài R&B vào cái điệp khúc giống vậy thì cái cách của người ca sĩ hát R&B nó sẽ như thế nào? Thông thể loại này là cho các bạn nghỉ ăn tối được nè. À đúng rồi, hay rất vui. Ban đầu các bạn nghe các bạn sẽ hơi khó phân biệt một xíu. Cái khúc đầu bài này hát là nó vẫn còn có cái màu của soul. Rồi mình cho qua cái điệp khúc để các bạn nghe rõ hơn. Bạn thấy cách hát không? Cũng là cao trào, đúng rồi. Cũng là cao trào như cái cách của Sam Smith hồi nãy hát á, nó sẽ nghe có cảm giác nó mềm hơn. Nhưng mà với bạn này thì cái cách hát nó sẽ dữ dội hơn một tí xíu. Một lát nghe một cái bài kia còn dữ dội hơn nữa. Sau này các bạn có thể phân biệt bằng cái cách đó ha. Những người hát R&B họ sẽ có cái xu hướng bung ra, bởi vì cái kiểu của R&B á, nó lấy nhiều cái yếu tố của blues, và cái kiểu hát của blues là nó không có kìm kìm lại mà nó sẽ oan ra nhiều hơn, thì R&B nó có xu hướng bung ra như vậy. Ngược lại soul á, nó sẽ có cái xu hướng nó mềm hơn một tí xíu. Thì sau này các bạn nghe nhiều các bạn sẽ để ý được cái phần đó. Mình cho các bạn nghe thêm một cái bài nữa rồi mình sẽ dừng lại đây cho các bạn ăn tối.
Cái bài là Something's Got a Hold on Me. Got a hold on me. Đây là đặc trưng của R&B. Những câu phiêu lý của bản hát cũng rất là lồng lộn, rất là to. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. Nào, các bạn để không? Đó, như vậy là hôm nay mình đã đi qua được một tá những thể loại nhạc luôn ha, chắc cũng được chục cái rồi đó. Rồi các bạn cảm thấy như thế nào? Ngủ hết rồi hả? Hay, hay quá. Hay một bạn kia hay, mấy bạn kia đâu rồi? Chắc ngủ hết rồi đúng không? Trời, tôi khổ quá mà. Chưa đã. Rồi. Tiếp đi thầy, 7 giờ dù gì em cũng đang ở chỗ làm thì là nói tiếp đi, 7 giờ em về luôn đi. À, thôi nói giỡn chứ hôm nay học như đó là đủ rồi. Tại vì học online á, thường là các bạn sẽ, một là các bạn ngồi trên màn hình nè, hai là các bạn sẽ bị phân tâm chi phối nhiều với bên ngoài. Cho nên là khi học online thường thì sẽ rút ngắn cái chương trình lại tí để cho các bạn đỡ mệt hơn. Chứ nếu mà các bạn học trực tiếp thì thầy còn nói nhiều nữa, bị bệnh nói nhiều. Các bạn hãy đăng ký học trực tiếp đi hết dịch. Ờ. À, rồi, ủa giọng của ai? Giọng của Trí đúng không? Trời ơi. Anh Quân đó thầy. À, Quân à. Ok, rồi, như vậy cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian học buổi online này. À, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui và hy vọng những cái kiến thức mà nãy giờ thầy chia sẻ cho các bạn đã ghi chú lại và các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ở nhà. Dạ, yeah, buổi tối vui vẻ nha. Dạ, yeah, mọi người cho thầy chào. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.